Vô. Rồi cái mát tay là một cái máy kéo lưng nó rất là hiệu quả. Với nam giới và muốn phát triển cơ lưng á, một tuần các bạn nên tập cái máy này, nó rơi vào khoảng tầm là 12 đến 16 set tập với cái máy này nha. Mà cái mức tạ nó sẽ bằng khoảng tầm là 90 đến 150% cái trọng lượng cơ thể của bạn. Giả dụ như là tôi nặng 80 kg đây đúng không, thì tôi sẽ ráp cái mức tạ nó khoảng tầm là tổng là 120 kg, tức là 60 kg mỗi bên. Rồi nhưng mà với nữ á, chị em phụ nữ mà muốn lưng thon gọn á, các bạn chỉ cần tập từ 3 đến 4 set với cái máy này. Và với cái mức tạ là có khi là các bạn tháo hết tạ ra, các bạn kéo vẫn được, bởi vì cái khung này nó cũng nặng khoảng tầm là 10 kg rồi, đủ đối với chị em phụ nữ đã săn chắc rồi. Và cái cường độ các bạn tập ít thôi, 3 đến 4 set thôi. Nhớ chỉnh cái ghế cho nó vừa với cái chiều cao của các bạn nha. Rồi sau đó các bạn ngồi lên. Cái này có hai tay nắm hả? Nó có thể tập nhiều kiểu. Ví dụ như là chúng ta cầm cùng lúc hai tay như thế này. Đó, chúng ta kéo vô, hít nè, thở, và chúng ta ép cái khuỷu tay. Cái khuỷu tay nó sẽ quyết định quay ở phía sau, rồi cái khuỷu tay á, nó sẽ quyết định là bạn tập á, nó có phần vô cái phần lưng của bạn hay không. Bạn kéo vô mà đừng có mở cái khuỷu tay của bạn ra quá, ép khuỷu tay lại một chút. Đó, dọc như thế này, ép khuỷu tay lại một chút vậy. Rồi cái cách tập thứ hai nhé, chúng ta sẽ làm cái phần lưng của mình nó rộng hơn, là chúng ta sẽ làm hai bằng cách chúng ta kéo hai bên vô vậy ha. Đó. Rồi cái cách tập mà tiếp theo á là chúng ta sẽ tập cô lập từng bên theo kiểu là chúng ta nắm ở đây, rồi chúng ta có thể kéo cô lập từ bên phải ở góc ngang, hoặc là chúng ta kéo ngược trái ở cái góc rộng. Rồi đó, thế là máy này chúng ta có rất nhiều cách tập. Rồi nữ thì chúng ta có thể là với vô này thì chỉ tập 10 kg một bên thì sẽ bỏ kéo được. Rồi ok, em vô tập thử đi. Lạch không? Lạch vai không? Thì cứ cố gắng mình điều chỉnh làm sao nó không lọt được rồi. Nắm hai bên kéo đi, hoặc em kéo từng bên cũng được. Tới không? Chồm tới, chồm người tới chút, đứng dậy chồm người tới một chút. Nắm, đó, rồi có thế rồi kéo. Chồm hai cái cùng lúc luôn, chồm. Em đứng, em ngồi dậy, em đứng chồm dậy, nắm hai cái cùng lúc rồi em ngồi xuống. Đúng rồi, chính xác. Rồi đó. Rồi khi kéo ra sau thì em ưỡn cái ngực lên một chút và em ép cái bả vai vô. Đúng rồi, chính xác, vô lưng rồi đó. Tốt, cứ vậy. Đó, cứ vậy, rất tốt. Đó, vậy là mất 10 kg kéo được. Rồi. Thôi bồng bềnh lắm. Rồi thôi bồng bềnh, thôi bỏ qua, mình qua mấy khác nha. Rồi đó, cố gắng kéo. Đó. Đó. Đó, rồi kéo bên kia luôn, kéo bên kia luôn. Đó, đúng rồi, kéo. Tốt, đó, vậy đó, đúng rồi. Tốt, đó, cứ kéo vậy là được. Tốt. Tốt. Tay vai tăng gọn. Rồi, ok.